Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông vừa triển khai xây dựng đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Năm 2020, ngành nông lâm nghiệp chiếm 36% trong cơ cấu kinh tế của huyện Tam Nông. Toàn huyện có diện tích trồng trọt gần 4.000 hectare, sản lượng hàng năm gần 22.000 tấn. Trên 300 các trang trại, gia trại chăn nuôi, diện tích chăn nuôi thủy sản 1.200 hectare, sản lượng đạt trên 2.200 tấn. Hội nghị đã triển khai đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa của huyện, theo những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển các vùng sản xuất, nông nghiệp, hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với những sản phẩm chủ lực, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông sản theo công nghệ hiện đại bền vững,